Thưa quý vị, vừa qua Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức phiên họp thứ 24 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng phó ban các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tại phiên họp, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số 5 ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc xây dựng định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Đồng thời, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số 137 ngày 1 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp, sắp nhập các ấp, khu dân cư trên địa bàn xã Phước Tỉnh thuộc huyện Điền và huyện Côn Đảo. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua hai báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu trên. Theo đó, định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư được xây dựng như sau. Kinh phí đảm bảo thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã với mức 20 triệu đồng một năm một xã. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với mức 25 triệu đồng một năm một xã. Khu dân cư có quy mô dưới 700 hộ thì mức kinh phí chi hỗ trợ là 5 triệu đồng một năm một khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một năm một khu dân cư. Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được bố trí thêm 1 triệu đồng một năm một khu dân cư. Tôi đề nghị Ủy ban dân, rồi các cơ quan liên quan, các đồng chí tiếp tục rà soát tính tương thích của cán bộ cơ sở so với mặt trận để chúng ta xem xét tiếp để làm sao không có sự khác biệt trong việc động viên đội ngũ cơ sở, trong việc tạo điều kiện cho hệ thống cơ sở chúng ta hoạt động một cách hiệu quả. Cái thứ hai là sắp xếp các ấp và khu dân cư ở xã Phước Tỉnh và huyện Côn Đảo thì tinh thần chúng ta không chỉ sắp xếp ở Côn Đảo, không chỉ sắp xếp ở xã Phước Tỉnh mà chủ trương chung là tất cả các xã, các huyện trên địa bàn chúng ta sắp tới cũng sẽ nhìn nhận không gian phát triển rồi quy mô của từng đơn vị để chúng ta có một cái đề xuất sắp xếp một cách hợp lý. Không để những cái đơn vị nó quá bé và nó cũng không có phát huy được cái hiệu quả công tác vận động quần chúng, công tác quản lý dân cư ở địa bàn một cách nó không phù hợp. Như đó, hôm nay Hội đồng dân thông qua đối với Côn Đảo, đối với Phước Tỉnh là cá biệt thôi. Nhưng tinh thần tôi đề nghị Ủy ban dân tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tiếp tục chỉ đạo cho rà soát để chúng ta đề xuất trong một cái hướng hợp lý nhất. Báo cáo về kết quả khảo sát tình hình chuẩn bị đầu năm học 2019-2020, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương và các trường, từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn đến công tác chuẩn bị cho năm học mới, kịp thời đầu tư xây dựng và thành lập mới các trường học ở những khu vực đông dân cư, có nhu cầu cao về trường học. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều địa bàn, nhiều trường học gặp khó khăn về trường lớp, thiếu phòng học, cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng do thời gian xây dựng khá lâu, không đủ điều kiện dạy học 2 buổi một ngày, học bán trú. Chuẩn bị năm học mới, chúng ta thể hiện một quyết tâm quan tâm đến ngành giáo dục. Nhưng quan tâm không phải là làm một cách nó lãng phí, quản lý không hiệu quả, mà chúng ta quan tâm trên cơ sở mặt bằng chung sự quan tâm của tỉnh với tất cả các trường. Không để trường này có mà trường kia không có,
không để một trường là đạt chuẩn quốc gia quá tốt nhưng mà một trường thì quá sập sệ, sắp sập rồi là không được. Do đó tôi đề nghị mặc dầu vào năm học mới rồi nhưng mà những trường mà thiếu cái gì, cần cái gì đề xuất tổng hợp ở Ủy ban dân các huyện thị thành phố. Ủy ban dân các huyện thị thành phố báo cáo về Ủy ban nhân tỉnh để chúng ta bố trí nguồn lực ngay cho sửa sang các trường đó. Chứ không để các cháu học trong điều kiện trường dột là dứt khoát không được nha. Trường mất an toàn là dứt khoát không được. Nó mà xảy ra vấn đề mất an toàn cho các cháu thì sẽ xử lý kỷ luật từ dưới lên tới trên. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua một số tờ trình gồm: tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, đã có nhiều ý kiến thảo luận và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội trong thời gian qua, nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm như nạn xâm hại tình dục trẻ em, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ chưa hiệu quả, tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội trong thời gian qua. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có 1.119 doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 3 tháng trở lên, với số tiền nợ 108 tỷ đồng. Trong đó có 317 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên, với số tiền nợ trên 41 tỷ đồng. Có những doanh nghiệp nợ từ 6 tháng trở lên, trong đó có 40 doanh nghiệp đã giải thể mất tích, còn nợ trên 4,38 tỷ đồng. 27 đơn vị chờ giải thể và 26 đơn vị ngưng hoạt động với tổng số nợ bảo hiểm xã hội lên hàng chục tỷ đồng. Việc nợ đọng bảo hiểm đã ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp này. Điều này cũng dẫn đến đình công, kiện cáo kéo dài gây mất an ninh trật tự tại địa phương và đời sống của nhiều người lao động. Vì vậy, để hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm và để thực thi nghiêm pháp luật về bảo hiểm xã hội, các đại biểu cho rằng Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các ngành, nhất là Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Hiện nay trên cả nước, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo thì là nợ động khoảng cỡ 6.652 tỷ đồng của cả nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh 1.8 tỷ đồng các đồng chí. Và coi như là cái việc mà xử phạt của thanh tra Sở Lao động, của thanh tra coi như Bảo hiểm xã hội thì cũng không coi như là, tức cái này là không có, đủ cái sức răn đe. Ví dụ chẳng hạn là nếu mà chúng ta là vi phạm, chúng ta phạt nhiều lắm là 20 triệu đồng, nhưng người ta nợ 10 tỷ đồng thì cái 10 tỷ nó lợi hơn, cho nên nó cái tìm cách chay ì và nó lách luật, nó trốn, cho nên rất là khó. Trước hết là Bảo hiểm xã hội cũng phải là trong thời gian tới thì chúng ta phải tiếp tục phối hợp với các ngành, nhất là Sở Lao động Thương binh Xã hội rồi với Liên đoàn Lao động, để chúng ta tiếp tục coi như là tuyên truyền phổ biến cái nội dung này về cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để tăng cường coi như là tổ chức cái thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Đối với nạn xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ trẻ em bị xâm hại, trong đó có 26 vụ đã xử lý. Các vụ còn lại, công an đang thụ lý điều tra. Trong số các vụ xâm hại tình dục trẻ em, thì 2/3 nạn nhân trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi, đa số có quan hệ yêu đương và có sự đồng thuận.
Về phía gia đình, người thân của trẻ lại luôn che giấu nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ đi vào ngõ cụt do có sự thỏa hiệp của người thân trong gia đình nạn nhân. Theo ngành chức năng, đa số các vụ việc xâm phạm lại là do người thân họ hàng láng giềng xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân lại không dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến uy tín. Trước đây, đa số các vụ xâm hại tình dục xảy ra ở những vùng sâu, vùng xa, nông thôn, thì nay xảy ra ngay tại những khu đô thị, thành phố lớn. Thực tế cho thấy, mặc dù quy định bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục tương đối đầy đủ, tuy nhiên số vụ xâm hại trẻ em vẫn không ngừng gia tăng. Phải chăng chế tài xử phạt nhẹ chưa đủ sức răn đe? Vì vậy, cần có chế tài tăng nặng mức xử lý để tạo sức răn đe, đồng thời kiến nghị tăng cường năng lực của hệ thống chăm sóc bảo vệ trẻ em để các em được bảo vệ tốt hơn. Hiện nay, công tác này do các ban ngành đoàn thể tại các địa phương thực hiện. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng cần thường xuyên và sâu rộng để góp phần nâng cao nhận thức cho toàn cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và những người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ phải được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó là sự vào cuộc của tất cả cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương trong việc bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại. Điều cốt lõi, tôi đề nghị các cơ quan tư pháp phải xử lý nghiêm, đừng có cho họ chạy tội. Họ còn chạy tội, chúng ta còn xử không nghiêm, thì tình hình này càng phức tạp. Các cơ quan tư pháp xử lý nặng và quyết liệt vấn đề này. Rồi vấn đề tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cộng đồng. Ngành giáo dục phải nỗ lực sao? Các đoàn thể phải nỗ lực sao? Gia đình phải hiểu biết vấn đề này như thế nào? Tuyên truyền cho các trẻ để các cháu biết tự vệ cho mình. Rồi địa phương để làm sao chúng ta ngăn chặn quyết liệt cái tình trạng này. Nên các cơ quan tư pháp của tỉnh, các đồng chí mở cái chuyên án tập trung đánh mạnh vào cái tội phạm này. Có dấu hiệu là điều tra đến cùng và xử lý đến nơi đến chốn, không được để lọt tội phạm. Tôi đề nghị ban nội chính tỉnh ủy vào cuộc vấn đề này cùng các cơ quan tư pháp siết mạnh vô. Có tố giác, có thông tin là đeo đến cùng, xử lý đến nơi đến chốn. Phát động toàn dân phát hiện để mà xử lý, không để bỏ lọt tội phạm, không để tội phạm trốn tránh trong xã hội hiện nay. Liên quan đến công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, nhiều đại biểu cho rằng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ cần được các cơ quan chuyên môn quan tâm hơn nữa để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tại chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Thương mại Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Qua khảo sát, đoàn khảo sát nhận thấy việc sử dụng các thiết bị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ chưa phù hợp và việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ cũng chưa đạt được hiệu quả. Năm 2018 chúng tôi đi thì các chợ như Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa thì chúng tôi thấy rằng chúng ta đã trang bị một số trang thiết bị như thế mà cái quá trình sử dụng thì phải nói rằng chưa phù hợp. Chưa phù hợp là lý do là sao? Con người thì chúng ta chưa có. Thậm chí chúng ta sử dụng cả bảo vệ để sử dụng cho sử dụng các cái phương tiện này, các cái thiết bị này thì rõ ràng họ trình độ chuyên môn họ không có. Cái thứ hai nữa là họ cũng chưa được tập huấn sâu. Cái thứ ba nữa là cái quá trình quản lý thì họ cũng không có test nhanh được thực phẩm bao nhiêu cả. Chỉ được một ít, số ít thôi. Có những các cái loại trang thiết bị chúng tôi muốn cần xem tận mặt thì phải nói rằng chúng tôi thấy rằng có những cái còn nguyên tem, mới bốc tem ra thôi. Rất ít sử dụng, có những cái mà nó còn rất mới toanh. Nên chúng tôi thấy rằng một khoảng thời gian chúng ta đầu tư mà chúng ta cũng chưa khai thác sử dụng, con người chúng ta chưa chuẩn bị. Vì vậy là phải nói cũng có sự lãng phí trong cái việc sử dụng nguồn lực ngân sách, trong việc đầu tư. Nên chúng tôi cũng có cái ý kiến qua khảo sát để đề nghị rằng phải tăng cường và cần phải củng cố cái đội ngũ để chúng ta sử dụng các cái trang thiết bị này cho nó hợp lý và cũng có sự kết nối trong việc xử lý vi phạm. Về vấn đề này, đại diện Sở Công Thương thống nhất với Hội đồng Nhân dân tỉnh với nhận định đề án kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ chưa đạt hiệu quả cao.
Hiện tại mới chỉ có 4 chợ trong tổng số 88 chợ được trang bị trạm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm chợ Bà Rịa, Rạch Dừa, Long Điền và Ngãi Giao. 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý chợ Rạch Dừa kiểm tra test nhanh 187 mẫu, kết quả 100% âm tính với các loại hàng the, hóc môn, phẩm màu, thuốc trừ sâu. Ban Quản lý chợ Bà Rịa đã test nhanh 518 mẫu, có 3 mẫu vi phạm và được Ban Quản lý chợ yêu cầu tiêu hủy. Ban Quản lý chợ Long Điền đã test nhanh 49 mẫu, phát hiện 4 mẫu dương tính, đã được tiêu hủy và ra quyết định xử phạt. Riêng chợ Ngãi Giao, trạm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa hoạt động do chợ đang trong giai đoạn xã hội hóa, chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang cho tư nhân quản lý. Tuy nhiên, trong thời gian tới, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử phạt đối với hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, trang bị trạm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm cho những chợ còn lại trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân. Tôi đề nghị Ủy ban dân tiếp tục đầu tư quan tâm cho việc này. Kiểm soát an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề rất quan trọng trong sức khỏe người dân và phát triển xã hội. Nhưng mà bây giờ mục tiêu thì tốt, chủ trương thì đúng, quan trọng là cách làm như thế nào để đừng có lãng phí nguồn lực và kiểm soát một cách hiệu quả. Chúng ta không thể nào trang bị máy cho tất cả các chợ, mà chúng ta chỉ có thể thực hiện ở những cái chợ đầu mối thôi, chứ làm sao chúng ta đủ tiền chúng ta trang bị cho mỗi chợ đều có. Phải tính lại cách làm. Chứ không á, chúng ta sẽ tốn quá nhiều tiền cho một cái mục tiêu lẽ ra không cần tốn quá nhiều tiền như vậy. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tiếp tục giám sát và Ủy ban dân sẽ tiếp tục quan tâm đến phương pháp làm, cách làm để làm sao đầu tư có hiệu quả cho việc này. Thưa quý vị, đến đây chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình đại biểu dân cử với cử tri được phát sóng vào lúc 16:20 Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng. Kính mời quý vị đón xem.